tại trận bán kết đầu tiên giải Copa America 2016, Argentina đã giành chiến thắng 4-0 trước Mỹ. Messi đóng góp một bàn thắng và hai đường kiến tạo, trong khi Higuain lập một cú đúp. Bàn thắng còn lại được ghi do công của Lavezzi. Với pha lập công vào lưới đội tuyển Mỹ, Messi đã chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất của đội tuyển Argentina với 55 bàn thắng. Tại trận chung kết, Argentina sẽ chạm trán với đội giành chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa Chile và Colombia. Gặp Bắc Ireland ở lượt trận cuối bảng C cúp bóng đá châu Âu, đội tuyển Đức đã sớm giành thế áp đảo và làm chủ thế trận. Dù tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng Đức chỉ có đúng một lần được ăn mừng bàn thắng khi Mario Gomez sút bóng đập chân cầu thủ Bắc Ireland bay vào lưới ở phút thứ 29. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Ba Lan đã có chiến thắng tối thiểu trước Ukraine nhờ pha lập công duy nhất của cầu thủ vào thay người Blazikowski. Kết thúc vòng bảng, ba đội bóng của bảng C đã giành quyền vào vòng 1/8 là Đức, Ba Lan và Bắc Ireland. Bắc Ireland giành quyền đi tiếp với tư cách là một trong bốn đội bóng xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Tại bảng D, dù sớm mở tỷ số ngay từ phút thứ 7 nhờ pha lập công của Morata, nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha vẫn để cho Croatia lội ngược dòng giành thắng lợi 2-1. Với kết quả này, Croatia đã giành ngôi đầu bảng với 7 điểm, còn Tây Ban Nha chỉ có được vị trí thứ 2 với 6 điểm. Ở trận đấu còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh bại Cộng hòa Séc với tỷ số 2-0 nhờ hai bàn thắng chia đều trong hai hiệp. Với 3 điểm, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn cơ hội đi tiếp vào vòng 1/8 với tư cách là một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tiền đạo Ibrahimovic đã tuyên bố sẽ kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế sau vòng chung kết cúp bóng đá châu Âu năm nay. Anh hiện đang là chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của bóng đá Thụy Điển với 62 bàn thắng. Cúp bóng đá châu Âu vào lúc này đang phải đối mặt với khá nhiều hành động quá khích của các cổ động viên. Sau các vụ náo loạn của cổ động viên Nga và Anh, các cổ động viên quá khích của xứ Wales, Croatia hay Ba Lan cũng đã có những kế hoạch gây rối như đốt pháo sáng hay làm loạn khiến cho lực lượng an ninh phải can thiệp. Câu lạc bộ Real Madrid vừa chính thức lên tiếng xác nhận sẽ kích hoạt điều khoản mua lại Alvaro Morata từ Juventus. Trong hợp đồng giữa Real Madrid và Juventus có điều khoản đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có quyền mua lại Morata với mức giá 32 triệu euro.